với chủ đề văn hóa Việt Nam, giữ gìn bản sắc và giao lưu hội nhập. 8 thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình 2012 được tổ chức trên HTV đã có 2 đêm diễn thuyết hùng biện xuất sắc trước ban giám khảo về vấn đề mà mình chọn. Đã có rất nhiều tin nhắn ủng hộ cho các thí sinh và dịch vụ bình chọn đã tìm thấy chủ nhân của các giải thưởng may mắn. Giải đặc biệt ông Võ Thành Quân, địa chỉ số 41 đường Quách Vũ, phường Hiệp Tân, Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Giải khuyến khích bà Nguyễn Ngọc Thùy, địa chỉ số 101D, khu tập thể 3 tầng, đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội. Chỉ còn 5 ngày để trở thành người may mắn tiếp theo. Hãy nhanh tay bình chọn cho các thí sinh trong đêm chung kết 2 và 3 bằng cách gửi tin nhắn theo cú pháp MC, mã số thí sinh, gửi 8399. Bấm F4 trên điều khiển khi đang xem truyền hình, bình chọn từ pop-up tại thời điểm truyền hình trực tiếp hoặc vào dịch vụ bình chọn của truyền hình MyTV. Chi tiết xem tại http://mytv.vn. MyTV, bình chọn hay, quả trao tay.